Anh ơi, anh ơi, cái tiền mà anh cho em mượn ấy, anh thư thư cho em ít hôm anh nhá. Anh ơi, cho em ra bến xe. Anh Điền, anh Điền. Làm cái gì mà cứ bồi bồi vàng vàng. Anh Lưu, anh Lưu, anh Lưu. Người đâu mà vô tư, lạ ông ngủ mà toàn ngủ một mình. Anh Lưu, Lưu, gì đấy? Anh làm sao đấy? Giờ hơi cám hấp à? Đang ngủ thì gọi người ta dậy bảo anh có làm sao không? Cấm gì đấy? Em sang thăm anh này. Thế có mẻ mắm tôm chưa? Mẻ với mắm tôm chạy ù ra chợ là có. À, em vừa gặp anh Điền ngoài cửa, em chào mà anh ấy chẳng trả lời, nhảy tót lên xe ôm chạy đi mất rồi. Mà ôm cái bọc gì to lắm, cả một cái bao tải to cục. Sao thế anh? Cái thằng đầu tôm này. Anh đi từ từ làm bánh nào rồi? Thôi chết. Đi em đến cho. Quân tử phòng thân, không thừa. Anh đúng là người đàn ông của gia đình, lúc nào cũng biết lo xa. Chuyện. Cái quần, cái quần. Quần bị làm sao? Thủng à? Đưa đi em vá cho. Thằng chó. Này. Thế thủng ở đâu để người ta còn vá? Lão Điền mấy hôm nay đi đâu mất mặt, không có lý do gì cả. Người thì đang thiếu. Sao tưởng anh em trên bến dưới thuyền thân thiết nhau lắm cơ mà. Anh em gì cái thằng đấy?